Vừa qua, tổ đội xây dựng của Louis đã tiến hành đổ bê tông móng cho ngôi biệt thự 2 tầng tại Củ Chi. Công trình biệt thự tại Củ Chi được thiết kế với phong cách hiện đại tinh tế, gồm một khối nhà chính có diện tích 235m² được bao bọc bởi vườn cây tiểu cảnh và hồ cá koi xanh mát. Trước đó, toàn bộ phần sắt móng, đài móng đều đã được thi công cẩn thận, bám sát thiết kế, dưới sự kiểm soát của các kỹ sư của Louis cũng như được nghiệm thu bởi giám sát của chủ đầu tư. Buổi đổ bê tông móng vẫn đảm bảo quy trình mà Louis vẫn thường thực hiện cho các công trình của mình. Từ công tác kiểm tra mác bê tông, lấy mẫu, đến công tác đầm dùi, làm ẩm đều được thực hiện đầy đủ, nhịp nhàng bởi tổ đội của Louis. Tuy phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng, nhưng các anh em vẫn hăng say làm việc. Kết quả là đã tạo nên được một nền móng vững chắc, tạo tiền đề để thi công cho các công đoạn tiếp theo của ngôi biệt thự. Các bạn có thể xem thêm nhiều hình ảnh của công trình này hoặc tham khảo thêm nhiều mẫu biệt thự đẹp khác tại website nhalouis.com. Ngoài ra, nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề về thiết kế xây dựng, hãy gọi ngay hotline 0909 50 3838 để được tư vấn miễn phí nhé!